giải mã một trong những cái chết đáng sợ nhất lịch sử, cát lún. Nếu ai đó đố bạn, một hố cát lún có thể giết được người không? Có và không, đó là câu trả lời. Đã từng là một thời, cát lún là nguyên liệu khai thác cực kỳ tuyệt vời dành cho các nhà làm phim. Có lẽ không dưới một lần, chúng ta thấy hình ảnh một người vô tình lọt vào hố cát sụp, thân người lún dần, cuối cùng chìm nghỉm trong vô vọng nếu không có người cứu giúp. Khi đã lọt vào hố cát lún thì bạn không được phép vùng vẫy, vì càng vùng vẫy càng khiến bạn chìm nhanh. Đó là một trong những thông tin được lan truyền trong rất nhiều bí kíp sinh tồn trôi nổi trên Internet và trong các bộ phim tài liệu. Chết vì cát lún chẳng khác gì bạn bị chôn sống cả. Hơn nữa, việc phải thấy tử thần dần tiến đến mà không phải làm gì được đã khiến nó trở thành một trong những cái chết kinh dị nhất mọi thời đại. Như vậy có nghĩa hố cát sụp là một thế cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng giết người nếu không cẩn thận. Thật ra, sự thật không hoàn toàn như vậy đâu. Bạn biết không, nếu theo như thống kê trên thế giới, số lượng người chết vì cát lún có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần như bằng không. Tại sao ư? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Hiểu đúng về cát lún, đó không phải là hố cát. Trước tiên, bạn phải hiểu được định nghĩa chính xác của cát lún là gì. Thực chất, cát lún là tổ hợp của các trầm tích gồm đất sét, cát, bùn và một số loại hạt khác. Tất cả ngập trong nước và chúng thường xuyên xuất hiện ở những khu vực đồng bằng châu thổ. Hố cát lún có bề mặt tương đối vững chắc nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng khi bước lên thì không còn như vậy nữa. Nước và bùn không đủ độ cứng để đỡ lấy bạn và bạn sẽ bắt đầu chìm xuống. Nhưng trái với những tin đồn kinh dị, bạn sẽ không thể chìm xuống mãi. Cát sẽ tiếp tục hòa vào nước, khiến độ nổi của hỗn hợp tăng lên. Nghĩa là thay vì chìm nghỉm, bạn sẽ mắc lại khi chìm được một nửa thân mình, thậm chí có thể bị đẩy ngược lên đôi chút. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cát lún không nguy hiểm, bạn sẽ không chết chìm. Nhưng để thoát ra thì không hề dễ dàng. Nếu không có sự trợ giúp, bạn sẽ cần đến một lực khoảng 100.000 Newton để nhấc lên một chân ra khỏi hố cát lún. Số lực ấy để giúp bạn nâng một chiếc ô tô tầm trung. Ngoài ra, hố cát lún nằm ở các vùng đồng bằng châu thổ, nên nếu không thoát ra kịp, bạn có nguy cơ chết đuối vì thủy triều dâng lên. Đó là lý do vì sao lại có người chết vì sụp hố cát lún. Tất cả là vì nước triều dâng lên thôi. Có một dạng cát lún khác và thứ đó rất nguy hiểm. Trong sa mạc cũng có một loại cát lún nữa. Nhiều người lầm tưởng rằng cát lún nào cũng giống nhau, nhưng thực ra không hề như vậy. Khác với các hố cát lún thông thường, cát lún khô nguy hiểm hơn rất nhiều. Lý do là vì hố cát loại này không có nước, nên tính chất của nó khác biệt. Rơi vào hố cát lún khô cũng giống như việc bạn rơi vào bể chứa toàn cát. Và trải nghiệm ấy không hay ho chút nào đâu. Năm 2002, đội cứu hộ Đức ghi nhận trường hợp một người đàn ông vô tình trượt ngã vào silo giữa ngũ cốc. Khi cảnh sát đến, ngũ cốc đã ngập đến nách và đang dần hút nạn nhân xuống dưới. Với mỗi lần hít thở, thể tích ngực lại giảm xuống, ngũ cốc tràn vào, lấp chỗ trống khiến quá trình chìm xuống nhanh hơn, còn nạn nhân thì ngày càng khó thở. Các bác sĩ đã phải trực tiếp đi xuống silo để cấp oxy cho nạn nhân, đồng thời buộc dây để kéo anh ta lên, nhưng vô hiệu. Nạn nhân trong lúc ấy còn bị ho rất nghiêm trọng vì bụi bẩm lọt vào phổi. Cuối cùng, đội cứu hộ phải đưa vào silo một ống hút cỡ lớn nhằm hút bớt ngũ cốc ra để ngực nạn nhân không còn bị ép chặt nữa. Nạn nhân được cứu thoát nhưng có một trải nghiệm nhớ đời. Giờ cũng câu chuyện trên, thay hạt ngũ cốc thành cát, đó là thảm kịch xảy ra nếu rơi vào hố cát khô. Phải làm gì nếu rơi vào hố cát lún? Nếu là một hố cát khô thì xin chia buồn, bạn sẽ buộc phải tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Nếu không may chỉ có một mình, hãy tìm một thứ gì đó để bám lấy, tránh bị hút sâu hơn. Và nếu tất cả mọi thứ đều không có thì tuyệt đối không vùng vẫy, vì chỉ cần thể tích của bạn giảm, cát sẽ nhảy vào chiếm chỗ, còn bạn thì bị hút nhanh hơn. Hãy giữ cơ thể yên vị để câu kéo thêm thời gian, đợi người đến giúp. Trong trường hợp rơi vào cát lún thông thường, bạn hãy bình tĩnh lại vì khả năng chết đuối là rất thấp.
Nếu như chỉ có một mình, hãy tìm cách cử động bàn chân, hòa tan cát vào nước, càng nhiều càng tốt, đồng thời ngã người. Dạng chân tay để phân bổ trọng lượng hợp lý hơn. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy cơ thể nổi dần lên một cách kỳ diệu.